Sự ra đi của Tổng thống Raisi đã đẩy đất nước vào vòng xoáy bất ổn, đặt dấu chấm hỏi cho giới lãnh đạo Iran tương lai và đổ thêm dầu vào lửa cho căng thẳng ở Trung Đông, vốn đã sục sôi bởi cuộc chiến ở Gaza. Đáng chú ý, Mỹ đang xem xét khả năng xảy ra đệ tam thế chiến sau vụ việc. Rafah trống rỗng không bóng người, Liên Hợp Quốc báo động Gaza sẽ ám ảnh lương tâm thế giới. Nhưng liệu Israel sẽ tiếp tục tấn công quy mô lớn sau khi bàn với Mỹ? Tiếp nối khủng hoảng hàng loạt, Nga lấy đà áp sát 10 vị trí tiền tuyến, tuyên bố coi ông Zelensky là mục tiêu quân sự hợp pháp. Lực lượng Wagner bất ngờ nhận nhiệm vụ mới, tình hình cụ thể ra sao? Diễn biến khác, Hàn Quốc và Mỹ bắt đầu đàm phán vòng 2 về chia sẻ chi phí quốc phòng. Phái đoàn Nga thăm Bình Nhưỡng, quan hệ Nga-Triều tiếp tục củng cố. Cảnh báo nước biển ấm đe dọa sông băng ngày tận thế Nam Cực. Tất cả sẽ có trong chương trình ngay sau đây. Chào mừng quý vị đang theo dõi tin quốc tế. Thưa quý vị, tờ Politico hôm 20 tháng 5 đưa tin, các quan chức Mỹ lo ngại vụ tai nạn máy bay trực thăng khiến Tổng thống Ibrahim Raisi thiệt mạng có thể dẫn đến một cuộc chiến tranh thế giới mới. Đặc biệt, theo một số nguồn tin, Tehran có thể tìm cách đổ lỗi cho Washington và Israel về vụ việc. Trước đó, chiếc trực thăng chở Tổng thống Raisi và đoàn tháp tùng, bao gồm cả Ngoại trưởng Iran Hossein Amir Abdollahian, đã bị rơi hôm 19 tháng 5 tại tỉnh Đông Azerbaijan, phía tây bắc Iran, khi đang trên đường trở về sau cuộc gặp với người đồng cấp Azerbaijan, Ilham Aliyev, sau khi họ khánh thành một dự án đập lớn ở biên giới. Theo hãng tin IRNA, chiếc máy bay bị rơi do lỗi kỹ thuật, trong khi hoạt động cứu hộ bị cản trở bởi điều kiện thời tiết bất lợi, bao gồm sương mù và mưa. Sau vụ việc, Nhà Trắng đã theo dõi chặt chẽ cách Iran sẽ phản ứng với sự ra đi của Tổng thống Raisi. Đặc biệt, các quan chức cấp cao giấu tên cho biết Washington không mong đợi bất kỳ thay đổi chính sách đáng kể nào từ Tehran, tờ Politico lưu ý. Tuy nhiên, khi tin tức về vụ tai nạn được công bố, diễn biến tình hình cũng khiến họ đứng ngồi không yên. Theo Politico, giới chức Mỹ muốn xem liệu Iran có đưa ra cáo buộc rằng Israel hoặc Washington đã phá hoại chiếc trực thăng hay không, dù không có bằng chứng nào chứng minh điều này. Một quan chức giấu tên chia sẻ đã có thời điểm câu hỏi rằng liệu đây có phải là cách mà Thế chiến thứ ba bắt đầu hay không, không phải là lời chất vấn ngớ ngẩn. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin trước đó tuyên bố rằng Washington không liên quan đến vụ tai nạn. Bộ Ngoại giao Mỹ cũng thông báo rằng, tuy mối quan hệ rất căng thẳng với Iran, Washington đã phát đi lời chia buồn chính thức và sẵn sàng hỗ trợ Tehran trong các hoạt động tìm kiếm. Về phía Israel, một quan chức giấu tên nói với Reuters rằng không phải chúng tôi. Tuy nhiên, Chủ tịch Đảng Đối lập Israel Yisrael Beitenu Avigdor Lieberman tuyên bố rằng Tây Jerusalem sẽ không rơi một giọt nước mắt trước sự ra đi của ông Raisi. Phó Tổng thống thứ nhất Iran Mohammad Mokber hiện là người đứng đầu lâm thời cơ quan hành pháp và cuộc bầu cử Tổng thống nước này dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 28 tháng 6 tới. Bộ Ngoại giao Iran khẳng định việc Tổng thống Raisi và Ngoại trưởng Amir Abdollahian thiệt mạng sẽ không làm gián đoạn các chính sách quốc tế của Iran. Căng thẳng giữa Israel và Iran vốn là đối thủ trong nhiều thập kỷ đã leo thang vào tháng trước khi Tehran cáo buộc Tel Aviv tấn công vào lãnh sự quán của nước này ở Syria, khiến một số sĩ quan quân đội cấp cao của Iran thiệt mạng. Trong những ngày sau đó, Iran đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn với hàng trăm tên lửa và máy bay không người lái nhằm trả đũa Israel. Trong khi đó, theo một báo cáo được tờ Washington Post đăng tải mới đây, Israel đã quyết định từ bỏ kế hoạch tấn công lớn vào thành phố Rafah, phía nam dải Gaza, và sẽ hành động theo cách hạn chế hơn sau khi thảo luận với Mỹ. Dựa trên nội dung cuộc trò chuyện với các quan chức giấu tên thông thạo về vấn đề này, nhà phân tích David Ignatius của Washington Post cho biết, kế hoạch gửi hai sư đoàn vào thành phố Rafah trước đó sẽ không được tiến hành và các chiến dịch hoạt động tại đây sẽ hạn chế hơn. Phía Washington tin rằng kế hoạch mới này sẽ ít gây thiệt hại cho dân thường và do đó sẽ không phản đối, tờ báo viết.
Nhà phân tích Inatius còn cho biết, các nhà lãnh đạo quốc phòng muốn tạo ra một lực lượng an ninh Palestine ôn hòa để quản lý Gaza sau khi Hamas rời đi, và họ đã nhận được sự ủng hộ của các quốc gia Ả Rập. Tuy nhiên, ý kiến về việc liệu Hamas có nên là một phần của chính phủ Palestine hay không đã vấp phải sự phản đối của Thủ tướng Benjamin Netanyahu. Theo ông, Ả Rập Saudi đã giảm bớt yêu cầu trong việc bình thường hóa quan hệ với Israel, nhưng nước này vẫn mong muốn một hướng đi đáng tin cậy để thành lập một nhà nước Palestine. Phát ngôn viên Liên Hợp Quốc Stefan Dujarric hôm 20 tháng 5 cho biết, hơn 900.000 người, tức khoảng 40% dân số Gaza, đã phải di dời trong 2 tuần qua khi các cuộc tấn công của Israel vẫn tiếp diễn trên khắp vùng đất này. Và những bức ảnh vệ tinh mới được công bố cho thấy sự thay đổi rõ rệt của thành phố biên giới này gần như trống trơn, không bóng người. Các bức ảnh vệ tinh này được chụp cách nhau 3 ngày, lần đầu tiên vào ngày 5 tháng 5 và sau đó là ngày 8 tháng 5. Chỉ trong thời gian ngắn đã có thay đổi rõ rệt trên thực địa sau khi Israel ban hành lệnh sơ tán với thành phố vào ngày 6 tháng 5. Qua những hình ảnh vệ tinh, có thể thấy các khu lều trại từng đông đúc chen chúc ở khu vực trung tâm và tây bắc Rafah thưa thớt dần trong những ngày lệnh sơ tán ban hành, mặc dù chỉ có các khu dân cư ở phía đông thành phố nằm trong diện được yêu cầu. Liên Hợp Quốc hôm 20 tháng 5 cho biết, từ ngày 6 đến ngày 18 tháng 5, hơn 900.000 người, tương đương khoảng 40% dân số Gaza, đã phải di dời do lệnh sơ tán của Israel. Trong đó, khoảng 812.000 người đến từ Rafah và hơn 100.000 người từ phía bắc Gaza. The Times of Israel cho biết, không rõ tất cả những người Palestine đã thu dọn lều và chạy trốn khỏi Rafah sẽ đi đâu. Theo Liên Hợp Quốc, việc sơ tán với quy mô lớn đã dẫn đến điều kiện sống tồi tệ do thiếu nơi trú ẩn trầm trọng. Không có nơi nào ở Gaza có đủ lương thực, nước uống hoặc lều bạc và rất ít vật dụng tạm trú để phân phát cho những người mới di dời. Thưa quý vị, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm 20 tháng 5 đã thảo luận về tình hình ở Trung Đông và vấn đề Palestine. Trong bối cảnh đó, công tố viên của Tòa án Hình sự Quốc tế đã đề nghị ICC bắt giữ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant cũng như các thủ lĩnh hàng đầu của phong trào Hồi giáo Hamas vì các hành động của họ trong cuộc xung đột kéo dài hơn 7 tháng qua tại Gaza. Reuters đưa tin, các quan chức Liên Hợp Quốc cảnh báo rằng thực phẩm và thuốc men cho người dân Palestine ở Gaza đang chất chồng ở Ai Cập vì cửa khẩu Rafah vẫn bị phong tỏa và không có viện trợ nào được chuyển đến cơ sở của Liên Hợp Quốc trong 2 ngày qua. Quan chức viện trợ cấp cao của Liên Hợp Quốc Irem Gosonu còn cho biết, hiện không có đủ nguồn cung cấp và nhiên liệu cho bất kỳ mức hỗ trợ nào cho người dân Gaza. Cùng lúc đó, họ vẫn đang phải hứng chịu các cuộc tấn công dữ dội của quân đội Israel nhằm chống lại phiến quân Hamas. Phát biểu trước Hội đồng Bảo an trong một cuộc họp báo, bà nói rằng, "Chúng tôi không còn từ ngữ nào để mô tả những gì đang xảy ra ở Gaza. Chúng tôi đã diễn tả tình hình nơi này như một thảm họa, một cơn ác mộng, như địa ngục trần gian. Đó là tất cả những gì có thể dùng để diễn tả thực trạng đang diễn ra, và thậm chí còn tệ hơn thế." Đặc phái viên Palestine tại Liên Hợp Quốc Riyad Mansour cho rằng, Gaza sẽ ám ảnh lương tâm thế giới rất lâu sau khi tình trạng hiện tại có thể chấm dứt, và tất cả cần phải kết thúc sớm nhất có thể. Trong khi đó, phát biểu tại cuộc họp, đại sứ Israel tại Liên Hợp Quốc Gilad Eden đã lên án quyết định của ICC về việc ban lệnh bắt giữ thủ tướng, gọi đây là hành động hết sức vô lý và thất bại về mặt đạo đức. Mỹ ngay lập tức cũng đưa ra phản ứng trước thông tin công tố viên ICC xin lệnh bắt lãnh đạo Israel. CNN dẫn lời Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson ngày 21 tháng 5 cho biết, Quốc hội Mỹ đang xem xét mọi phương án, gồm cả áp lệnh trừng phạt đối với Tòa Hình sự Quốc tế ICC. Tòa Hình sự Quốc tế ICC không có thẩm quyền với Israel và Mỹ. Toàn thế giới cần lên án những quyết định vô căn cứ và phi pháp do họ đưa ra. Các cơ quan hành chính quốc tế không được phép sử dụng chiến tranh pháp lý để lật đổ giới lãnh đạo các nước dân chủ đang tuân thủ thượng tôn pháp luật. Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson nêu quan điểm trong một thông cáo được đưa ra trong hôm nay, ngày 21 tháng 5. Trước đó, công tố viên trưởng ICC Karim Khan thông báo đang xin lệnh bắt Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cùng thủ lĩnh Hamas với những cáo buộc về tội ác chiến tranh và tội ác chống lại nhân loại. Ông Johnson cho rằng, động thái của ICC
được thúc đẩy do chính quyền Tổng thống Joe Biden gần đây gây áp lực nhằm vào Israel. Ông nhấn mạnh Israel đang tiến hành một cuộc chiến chính nghĩa để sinh tồn. Trong bối cảnh Nhà Trắng không thể hiện được vai trò lãnh đạo, Quốc hội Mỹ đang xem xét mọi giải pháp, trong đó có cả áp lệnh trừng phạt với ICC và bảo đảm lãnh đạo cơ quan này phải hứng chịu hậu quả nếu theo đuổi quyết định trên. Nếu ICC đe dọa được lãnh đạo Israel, giới lãnh đạo Mỹ có thể trở thành mục tiêu tiếp theo, thông cáo viết. Liên quan đến tình hình xung đột Đông Âu, trả lời hãng thông tấn TASS ngày 20 tháng 5, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev tuyên bố rằng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky là mục tiêu quân sự hợp pháp của quân đội Nga. Theo đó, đồng minh của Tổng thống Putin cho rằng ông Zelensky đã đứng đầu một chế độ chính trị thù địch và đang gây chiến với Nga. Và lãnh đạo của các quốc gia đang tiến hành chiến tranh luôn được coi là mục tiêu quân sự hợp pháp, ông Medvedev nhấn mạnh. Đầu tháng này, Bộ Nội vụ Nga đã đưa ông Zelensky vào danh sách truy nã theo một điều khoản của Bộ Luật Hình sự, nhưng chưa nêu rõ điều khoản cụ thể nào. Ông Medvedev nói thêm rằng, đối với Nga, việc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mất địa vị chính thức sau ngày 20 tháng 5 cũng không thay đổi điều gì. Theo Hiến pháp Ukraine, nhiệm kỳ 5 năm của Tổng thống Zelensky kết thúc vào ngày 20 tháng 5. Cuộc bầu cử Tổng thống Ukraine ban đầu được lên kế hoạch vào tháng 3, nhưng đã bị hoãn lại với lý do thiết quân luật, được áp đặt sau khi xung đột với Nga bùng phát vào tháng 2 năm 2022. Ukraine đã nhiều lần gia hạn thiết quân luật. Tháng 12 năm 2023, ông Zelensky tuyên bố sẽ không có cuộc bầu cử tổng thống hoặc quốc hội nào được tổ chức, chừng nào thiết quân luật vẫn còn hiệu lực. Vào đầu tháng 5, các nhà lập pháp Ukraine đã phê chuẩn gia hạn tình trạng thiết quân luật thêm 3 tháng. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 20 tháng 5 cho biết, việc nhiệm kỳ của ông Zelensky kết thúc sẽ không ảnh hưởng tới cuộc xung đột tại Ukraine, khẳng định chiến dịch của Nga vẫn sẽ tiếp diễn. Quan chức này hôm 28 tháng 4 nhận định, người dân Ukraine sẽ sớm đặt câu hỏi về tính hợp pháp đối với chức vụ của Tổng thống Zelensky. Thưa quý vị, việc Ukraine ra đòn tấn công liên tục nhắm vào các cơ sở lọc dầu đã đẩy Nga vào tình thế phải nỗ lực khắc phục những lỗ hổng nhiên liệu quân sự. Đáng chú ý thì các máy bay chiến đấu của lực lượng Wagner sẽ bảo vệ các chuyến hàng nhiên liệu từ Belarus đến Nga. Đối mặt với tình trạng thiếu nhiên liệu cục bộ do Ukraine thời gian qua liên tục thực hiện các cuộc tấn công bằng UAV nhằm vào các nhà máy lọc dầu, Nga được cho là đã nhờ đồng minh Belarus giúp đỡ. Theo Trung tâm Kháng chiến Quốc gia Ukraine CNR, Belarus đang đẩy mạnh cung cấp nhiên liệu phục vụ hoạt động quân sự cho Nga. CNR nhận thấy các nhà máy lọc dầu ở Belarus đã tăng mức độ sản xuất nhiên liệu máy bay. Lượng nhiên liệu này được vận chuyển sang Nga bằng đường sắt. Ngoại trừ giai đoạn đầu của cuộc xung đột, khi Nga mở mũi tiến công nhằm vào thủ đô Kyiv của Ukraine từ Belarus, quốc gia đồng minh Nga không can dự trực tiếp vào xung đột. Ukraine cũng không có động thái tìm cách tấn công các mục tiêu trong lãnh thổ Belarus. Do đó, các nhà máy lọc dầu ở Belarus có thể vận hành bình thường mà không lo ngại Ukraine tập kích. Theo CNR, lực lượng đánh thuê Wagner và lực lượng an ninh thuộc Bộ Nội vụ Nga đang tham gia đảm bảo an ninh để nhiên liệu từ Belarus được vận chuyển sang Nga. Kể từ sau khi thủ lĩnh Wagner Yevgeny Prigozhin thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay ở Moscow vào tháng 8 năm 2023, con trai Pavel Prigozhin thay cha tiếp tục lãnh đạo lực lượng Wagner. Tuy nhiên, hoạt động của Wagner ở châu Phi dường như được chuyển cho Bộ Quốc phòng Nga phụ trách. Theo CNR, Nga được cho là đang bù đắp thiếu hụt nhiên liệu bằng cách nhờ Belarus hỗ trợ. Trước đó, các chuyên gia phương Tây nhận định các cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine nhằm vào nhà máy lọc dầu Nga tuy không làm ảnh hưởng đến năng lực sản xuất nhiên liệu của Nga tính theo năm, nhưng có thể gây ra tình trạng thiếu nhiên liệu cục bộ ở một số khu vực. Chỉ riêng trong tháng 3, Ukraine được cho là đã khiến Nga suy giảm 14% năng lực lọc dầu. Bloomberg dẫn nguồn tin từ Lầu Năm Góc cho biết. Kết quả là giá nhiên liệu ở Nga đã tăng 20-30% trong tháng 3 và Nga đã ban hành quy định cấm xuất khẩu nhiên liệu để ưu tiên đáp ứng nhu cầu trong nước. Đêm ngày 19 tháng 5, Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine HUR thực hiện vụ tấn công mới nhất bằng UAV nhằm vào kho dầu Vyborg của Nga ở vùng Leningrad.
Theo Kyiv Post, trong cuộc tấn công này, SUA đã sử dụng ít nhất 3 UAV tầm xa nhằm phá hủy kho dầu. Tuy nhiên, tận dụng yếu điểm về phòng ngự và năng lực tấn công của Kyiv, các lực lượng Moscow được cho đang lấy đà tiến lên như vũ bão trong những tuần gần đây. Theo một cập nhật mới nhất, dự án nguồn tin mở về Ukraine xác nhận, các lực lượng Nga đã tiến thêm dọc tiền tuyến gần các khu dân cư ở ba tỉnh là Kharkov, Donetsk và Zaporizhia. Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine hôm 19 tháng 5 mô tả tình hình tiền tuyến vẫn nằm trong kiểm soát dù căng thẳng. Tuy nhiên, kênh Telegram Deep State nhận xét rằng Nga đã tiến sát tổng cộng 10 ngôi làng, gồm 2 ngôi làng ở tỉnh Kharkov và các ngôi làng còn lại ở tỉnh Donetsk và Zaporizhia. Bản đồ trực tiếp của nguồn mở cũng cho thấy mức độ tiến quân của Nga về phía Robotyne và Vebel ở Zaporizhia, cũng như 6 làng ở tỉnh Donetsk. Các bản đồ mới nhất của Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW có trụ sở tại Washington cũng cho thấy mức độ tiến xa của quân Nga ở phía Bắc và ở giữa thị trấn Vovstan thuộc tỉnh Kharkov. Phó Thống đốc tỉnh Kharkov Roman Semenuka hôm 20 tháng 5 nói với truyền hình Ukraine rằng bất chấp việc Nga bị tấn công liên tục, quân đội Ukraine vẫn kiểm soát khoảng 60% thị trấn này. ISW cũng cho biết lực lượng Nga đã tiến về phía Tây và Tây Nam thành phố Donetsk. Trong năm 2024, tính đến thời điểm hiện tại, phía Nga đã giành được khoảng 800 km2 lãnh thổ từ tay Ukraine, so với chỉ 600 km trong toàn năm 2023. Leon Howell, nghiên cứu viên tại Trường Kinh tế London, nói với Newsweek, sự chênh lệch quân sự giữa Nga và Ukraine là rất rõ rệt. Xưa nay, ưu thế 3-1 là điều cần thiết để tổ chức tấn công thành công, nhưng Ukraine không đạt được ngưỡng này. Từ năm ngoái, Ukraine đã bị Nga áp đảo với tỷ lệ 5-1 về mặt pháo và 7-1 về mặt UAV. Hiện Ukraine ở trong thế phải phòng ngự, mà năng lực phòng ngự của Ukraine thì cũng đã bị suy yếu. Yonhap đưa tin, Hàn Quốc và Mỹ trong hôm nay ngày 21 tháng 5 đã bắt đầu đàm phán vòng 2 về chia sẻ chi phí cho việc đồn trú của quân đội Mỹ ở Hàn Quốc. Vòng đàm phán diễn ra tại Seoul và kéo dài trong 3 ngày cho đến ngày 23 tháng 5 nhằm xác định xem Hàn Quốc sẽ gánh vác bao nhiêu để duy trì 28.500 quân của lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc, USFK, bắt đầu từ năm 2026. Trưởng đoàn đàm phán Hàn Quốc là ông Lee Tae-woo thuộc Bộ Ngoại giao, trong khi trưởng đoàn đàm phán Mỹ là bà Linda Speth, phó trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao, phụ trách Hiệp định An ninh và Chính sách Đối ngoại. Việc khởi động các cuộc đàm phán diễn ra sớm hơn dự kiến, trong bối cảnh có quan điểm cho rằng Seoul muốn đạt được thỏa thuận sớm để tránh phải thương lượng khó khăn với Washington trong trường hợp cựu Tổng thống Donald Trump tái đắc cử. Trước đó, chính quyền Washington dưới thời Tổng thống Trump đã yêu cầu Seoul tăng gấp 5 lần khoản thanh toán lên 5 tỷ đô la Mỹ. Theo Hiệp ước đặc biệt về chia sẻ chi phí quân sự Hàn Mỹ SMA kéo dài trong 6 năm và có hiệu lực đến hết năm 2025, Hàn Quốc đã đồng ý tăng khoản thanh toán thêm 13,9% từ năm 2019 lên 1,03 tỷ đô la Mỹ cho năm 2021. Và tăng khoản thanh toán hàng năm trong 4 năm tiếp theo, phù hợp với sự gia tăng chi tiêu quốc phòng của Seoul. Hàn Quốc đã kêu gọi Mỹ đưa ra một thỏa thuận mới ở mức hợp lý để đảm bảo các điều kiện cho lực lượng USFK đồn trú ổn định và tăng cường thế trận phòng thủ toàn diện. Trong khi đó, Washington tìm cách theo đuổi một kết quả công bằng và bình đẳng trong các cuộc đàm phán vì hầu hết đóng góp của Seoul cho SMA đều được chi cho nền kinh tế nội địa của Hàn Quốc, thể hiện sự đầu tư mạnh mẽ vào liên minh song phương. Trước đó, vòng đàm phán đầu tiên đã diễn ra ở Hawaii hồi tháng trước. Truyền thông Triều Tiên sáng nay ngày 21 tháng 5 đưa tin, một phái đoàn Nga đã đến Bình Nhưỡng, tiếp tục củng cố mối quan hệ ngày càng bền chặt giữa hai nước kể từ chuyến thăm Nga của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vào năm ngoái. Theo hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA, phái đoàn do Grigory Rapota, thành viên Ủy ban các vấn đề quốc tế của Hội đồng Liên bang Nga và Chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị Nga-Triều dẫn đầu, đã đến Bình Nhưỡng hôm 20 tháng 5.
Đại sứ quán Nga tại Triều Tiên thông báo qua kênh Telegram rằng phái đoàn sẽ lưu lại Bình Nhưỡng đến ngày 24 tháng 5 và thảo luận về các trao đổi quốc hội cũng như kế hoạch hợp tác trong tương lai. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Triều Tiên và Nga đang tăng cường hợp tác sau hội nghị thượng đỉnh diễn ra hồi tháng 9 năm ngoái. Tuần trước, một phái đoàn Triều Tiên từ thành phố biên giới Rason đã trở về sau chuyến thăm kéo dài một tuần tới vùng Viễn Đông Nga. Reuters cho biết, sau cuộc gặp với phái đoàn này, thống đốc khu vực Primorsky Krai, ông Oleg Kozemiako đã ra thông báo các chuyến tàu chở khách nối Vladivostok với Triều Tiên sẽ hoạt động trở lại sau thời gian dài tạm dừng do đại dịch COVID-19. Trước đó, vào tháng 2, ông Kim Sugil, thành viên dự khuyết Bộ Chính trị Đảng Lao động Triều Tiên, cùng các đại biểu khác đã thăm Nga theo lời mời của Đảng nước Nga Thống nhất. Trong chuyến đi này, ông Kim Sugil đã gặp gỡ lãnh đạo Đảng Cộng sản Nga Gennady Zyuganov. Những hoạt động ngoại giao này cho thấy sự phát triển mạnh mẽ trong quan hệ Triều Tiên-Nga, mở ra nhiều triển vọng hợp tác sâu rộng trong tương lai. Hai cuộc tấn công đồng thời vào sáng ngày 20 tháng 5 đã khiến hai sĩ quan cảnh sát thiệt mạng và nhiều người khác bị thương tại Nam Colombia, khu vực thường ít bị ảnh hưởng bởi xung đột nội bộ. Theo truyền thông địa phương, tại thị trấn Morales thuộc vùng Cauca, hai sĩ quan đã thiệt mạng trong một vụ tấn công bằng chất nổ tại đồn cảnh sát vào khoảng 6 giờ sáng. Cụ thể, vào 6 giờ 15 phút, một chiếc xe máy đã phát nổ ở thành phố Jamundi thuộc vùng thung lũng Cauca, khiến 12 người bị thương, trong đó có 2 cảnh sát và 3 trẻ em. Vụ nổ đã gây hư hại nghiêm trọng cho các ngôi nhà và phương tiện gần đó. Thống đốc vùng thung lũng Cauca đã lên án và xem đây là một cuộc tấn công cực đoan, đồng thời cho biết vụ việc xảy ra gần một khách sạn nơi hàng chục sĩ quan cảnh sát đang cư trú. Theo Reuters, các quan chức nghi ngờ mặt trận du kích Jaime Martinez, một nhóm ly khai từ lực lượng vũ trang cách mạng Colombia FARC, đứng sau các vụ tấn công này. Cuộc xung đột nội bộ kéo dài 6 thập kỷ tại Colombia đã khiến hơn 450.000 người thiệt mạng và những vụ tấn công tiếp tục là minh chứng cho tình trạng bạo lực dai dẳng tại quốc gia này. Thưa quý vị, tờ Guardian hôm nay ngày 21 tháng 5 đưa tin, Thủ tướng Anthony Albanese đã tán thành đề xuất cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội, cảnh báo rằng việc tham gia nền tảng trực tuyến quá sớm có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe tâm thần của trẻ. Thủ tướng ủng hộ việc nâng độ tuổi tối thiểu để sử dụng mạng xã hội từ 13 lên 16 nhằm giúp thanh thiếu niên phát triển mà không chịu áp lực từ mạng xã hội. Phát biểu trên đài Nova FM hôm 21 tháng 5, ông Albanese cho biết, chúng tôi muốn những người trẻ tuổi dành nhiều thời gian hơn để tham gia các hoạt động ngoài trời, chơi thể thao và tương tác trực tiếp, thay vì dành quá nhiều thời gian trực tuyến, và một cách để đạt được điều đó là áp đặt các hạn chế trên mạng xã hội. Ông cũng nhấn mạnh những bình luận ác ý trên mạng có thể gây hại cho người lớn, thậm chí còn tác động tồi tệ hơn đối với trẻ em. Nova FM đang vận động chiến dịch nâng độ tuổi đăng ký tối thiểu lên 16 và đã bắt đầu kiến nghị kêu gọi chính phủ hoãn độ tuổi mà trẻ em có thể tham gia mạng xã hội thêm 36 tháng. Trong cuộc phỏng vấn sáng ngày 21 tháng 5, ông Albanese đã từ chối lời mời ký vào bản kiến nghị, nhưng tán thành chiến dịch và khuyến khích người dân ký tên ủng hộ. Các tờ báo của News Corporation cũng đang thực hiện một chiến dịch tương tự, kiến nghị nâng độ tuổi tối thiểu lên 16. Thượng nghị sĩ độc lập David Pocock cũng ủng hộ việc này, cho rằng trẻ em đang đánh mất tuổi thơ vì không thể kiểm soát việc sử dụng các nền tảng gây nghiện như vậy. Thủ tướng các bang Queensland, Victoria, Nam Úc và New South Wales đều ủng hộ chiến dịch nâng độ tuổi tối thiểu. Đáp lại, ông Albanese đã chỉ ra thử nghiệm của chính phủ được cấp 6,5 triệu đô la tài trợ trong ngân sách tuần trước về đảm bảo độ tuổi cho các trang web, đặc biệt là những trang có nội dung người lớn. Hiện vẫn có ít thông tin chi tiết về thử nghiệm do văn phòng ủy viên eSafety điều hành, bao gồm cách thức hoạt động và liệu mạng xã hội có tham gia hay không. Khi đăng ký tài khoản, các trang mạng xã hội thường yêu cầu cung cấp ngày sinh và không cho phép người dưới 13 tuổi đăng ký, nhưng điều này thường dễ bị bỏ qua. Các công ty như Meta sử dụng các phương pháp khác để loại bỏ người dùng chưa đủ tuổi, bao gồm phân tích hành vi và thông tin trên trang của họ. Tại Vương quốc Anh, luật đảm bảo độ tuổi đã được thực thi.
Luật này yêu cầu các trang web kiểm tra tuổi qua ngân hàng, nhà cung cấp dịch vụ di động hoặc công ty tín dụng. Ngoài ra, có thể yêu cầu người dùng cung cấp giấy tờ tùy thân hoặc ảnh để ước tính tuổi thông qua khuôn mặt. Chính phủ Úc hiện chưa công bố chi tiết về các biện pháp xử phạt nếu không tuân thủ, và các công ty truyền thông xã hội đang chờ thêm thông tin trước khi đưa ra quyết định ủng hộ. Nguồn tin Reuters cho biết gã khổng lồ đồ uống Nhật Bản Kirin Holdings đã phát triển một chiếc thìa điện tử có thể giúp người dùng giảm lượng natri tiêu thụ và thúc đẩy chế độ ăn uống lành mạnh hơn. Dụng cụ này hoạt động bằng cách truyền một điện trường yếu để tập trung các ion natri trên lưỡi, làm tăng cảm giác mặn của thực phẩm. Giáo sư Homei Miyashita từ Đại học Meiji, người đồng phát triển thìa muối điện, giải thích: khi ăn thực phẩm ít muối, lưỡi chỉ tiếp xúc một phần nhỏ natri. Vì vậy, chúng tôi sử dụng dòng điện để hút nhiều natri hơn vào lưỡi và tạo cảm giác mặn hơn. Lượng natri dư thừa có khả năng làm tăng nguy cơ mắc bệnh cao huyết áp, đột quỵ và các bệnh tim mạch khác. Công nghệ này đặc biệt quan trọng ở Nhật Bản, nơi người trưởng thành tiêu thụ trung bình 10 gram muối mỗi ngày, gấp đôi khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới. Nhà nghiên cứu Aisato tại công ty Kirin nhận định, người Nhật cần giảm lượng muối ăn vào nhưng rất khó thay đổi chế độ ăn uống quen thuộc. Chúng tôi tạo ra thìa muối điện để giúp họ điều chỉnh lượng muối tiêu thụ và quen với những bữa ăn ít mặn hơn. Kirin dự định bán trực tuyến 200 chiếc thìa muối điện trong tháng 5 với giá khoảng 127 đô la mỗi chiếc, đồng thời bán với số lượng hạn chế tại một nhà bán lẻ Nhật Bản vào tháng 6 tới. Công ty cũng bày tỏ hy vọng có thể tiếp cận 1 triệu khách hàng trên toàn cầu trong vòng 5 năm nữa. Kế hoạch bán hàng quốc tế dự kiến sẽ bắt đầu vào năm 2025. Nhà điều hành thị trường năng lượng Úc cảnh báo, nước này có thể đối mặt với nguy cơ thiếu điện do sự chậm trễ trong việc lắp đặt các đường dây truyền tải kết nối với các trang trại gió và mặt trời. Điều này đặt ra thách thức lớn đối với kế hoạch chuyển đổi sang năng lượng tái tạo của Úc. Trong báo cáo cập nhật về thị trường điện, Cơ quan điều hành thị trường năng lượng Úc AEMO cho biết, sự chậm trễ trong việc đưa vào hoạt động đường dây truyền tải Energy Connect dài 900 km cùng với việc ngừng hoạt động các nhà máy điện khí đốt và diesel ở Nam Úc có thể ảnh hưởng đến lưới điện quốc gia. Hiện nay, nước Úc đang gặp khó khăn trong việc đạt mục tiêu 82% năng lượng tái tạo vào năm 2030 do thách thức trong việc mở rộng mạng lưới truyền tải để đáp ứng các dự án năng lượng tái tạo mới, thường nằm xa các trung tâm tiêu thụ. So với triển vọng năm ngoái, báo cáo của AEMO cho thấy rủi ro về độ tin cậy đã gia tăng ở New South Wales và Victoria, hai bang tiêu thụ điện lớn nhất từ năm 2024-2025 đến năm 2027-2028 và ở Nam Úc vào năm 2026-2027. Reuters dẫn lời giám đốc điều hành AEMO, ông Daniel Westerman cho biết, trong khi khả năng lưu trữ và sản xuất năng lượng mới tiếp tục tăng, thì sự chậm trễ trong phát triển và vận hành các dự án đang ảnh hưởng đến độ tin cậy trong tương lai. Để tránh tình trạng thiếu điện vào mùa hè tới, AEMO sẽ đấu thầu nguồn cung dự phòng để hỗ trợ Victoria và New South Wales. Tuy nhiên, một số nông dân Úc đang phản đối việc xây dựng các đường dây điện cao thế trên không qua đất của họ, gây thêm khó khăn cho việc triển khai lưới điện. Theo một báo cáo hồi tháng 12, để tránh tình trạng thiếu nguồn cung, cần có khoảng 10.000 km đường dây truyền tải mới và phải được nâng cấp. Quý vị thân mến, theo một nghiên cứu mới từ các nhà khoa học Mỹ, sông băng ngày tận thế Thwaites ở Nam Cực đang tan chảy nhanh hơn dự kiến do ảnh hưởng của nước biển ấm chảy bên dưới lớp băng. Điều này có thể làm cho mực nước biển toàn cầu tăng cao đáng kể. Sông băng Thwaites có diện tích tương đương Florida và đối diện với biển Amundsen, được gọi là sông băng ngày tận thế vì lượng băng khổng lồ có khả năng tăng mực nước biển lên hơn 65 cm nếu tan chảy hoàn toàn. Nghiên cứu do các nhà khoa học thuộc Đại học California tại Irvine, UCI dẫn đầu, sử dụng vệ tinh và kỹ thuật giao thoa kế radar để theo dõi những thay đổi về độ cao bề mặt của sông băng. Theo kết quả được The Hill đưa tin, The Waters đang dâng lên vài cm do nước biển ấm chảy bên dưới, đẩy băng lên cao hơn so với dự kiến trước đây. Giáo sư Eric Reinhardt, tác giả chính của nghiên cứu và giảng viên tại UCI cho biết,
Có những nơi áp lực của nước biển gần bằng áp lực của lớp băng phía trên. Chỉ cần thêm một chút áp lực nữa là có thể đẩy băng lên. Sau đó nước biển bị chèn ép đủ để tạo thành một cột băng cao hơn 800 mét. Các nhà khoa học nhận định nước biển ấm chảy dưới sông băng có khả năng đẩy nhanh quá trình tan chảy, dẫn đến những thay đổi nhanh chóng trong khối lượng băng. Điều này có thể làm mực nước biển dâng nhanh hơn, đe dọa nghiêm trọng các khu vực ven biển. Đồng tác giả Christine Doe, giáo sư khoa môi trường tại Đại học Waterloo ở Ontario, Canada chia sẻ, Tawaitis là khu vực không ổn định nhất ở Nam Cực và có mực nước biển dâng cao tương đương 60 cm. Điều đáng lo ngại là chúng ta đang đánh giá thấp tốc độ thay đổi của sông băng. Điều này sẽ tác động nặng nề đến các cộng đồng ven biển trên thế giới. Giáo sư Reinhardt nói với tờ USA Today, sẽ mất nhiều thập kỷ, chứ không phải hàng thế kỷ, để sông băng Tawaitis tan chảy hoàn toàn. Câu trả lời phụ thuộc vào việc khí hậu có tiếp tục ấm hơn hay không. Thưa quý vị, ngày 20 tháng 5, vua Charles và vương hậu Camilla đã đến tham quan triển lãm hoa Chelsea tại Bệnh viện Hoàng gia Chelsea ở London. Trong chuyến đi này, vua và vương hậu đã khám phá khu vườn cấm người lớn, khu vườn Bridgerton cùng với nhiều khu vườn khác. Nguồn tin Reuters cho biết, triển lãm hoa Chelsea của Hiệp hội Làm vườn Hoàng gia RHS trưng bày nhiều thiết kế sân vườn sáng tạo cùng với những vật dụng làm vườn vô cùng đa dạng. Những người làm vườn từ khắp nơi trên thế giới đã mang đến cho triển lãm những khu vườn được thiết kế một cách tỉ mỉ. Sự kiện được tổ chức hàng năm trong khuôn viên Bệnh viện Hoàng gia Chelsea và luôn thu hút đông đảo sự quan tâm. Trước đó vào tháng 2, cung điện tiết lộ rằng vua Charles được chẩn đoán mắc một dạng ung thư không xác định. Sau thời gian tạm dừng các nhiệm vụ hoàng gia để tập trung hồi phục, vua Charles đã trở lại tham gia các hoạt động trước công chúng, bao gồm chuyến thăm triển lãm hoa Chelsea lần này. Chú mèo béo siêu quậy Garfield đã chính thức in dấu chân vào khuôn xi măng tại nhà hát Trung Quốc TCL vào ngày 19 tháng 5 vừa qua. Sự kiện này nhằm quảng bá cho bộ phim hoạt hình mới của Sony Pictures, The Garfield Movie. Nhà sáng tạo Jim Davis, người đứng sau thành công của bộ phim Mèo béo siêu quậy, cũng tham gia buổi lễ và ký tên lên xi măng cùng với Garfield. Phát biểu sau buổi lễ, ông Davis bày tỏ sự ngạc nhiên và tự hào. Khi tạo ra Garfield, tôi chỉ hy vọng kiếm đủ tiền để tiếp tục sự nghiệp hoạt hình. Thật tuyệt vời khi thấy Garfield trở thành một nhân vật được yêu mến đến như vậy. Ngôi sao Chris Pratt, người lồng tiếng cho Garfield trong bộ phim sắp tới, cũng có mặt tại buổi lễ. Anh chia sẻ rằng việc tham gia buổi lễ tại nhà hát Trung Quốc TCL là một trải nghiệm đầy cảm xúc và ý nghĩa. Trong The Garfield Movie, Garfield và người bạn đồng hành Odie bị đưa ra khỏi vùng an toàn của mình khi bị nữ phản diện Jean X do Hannah Waddingham lồng tiếng bắt cóc vì tội lỗi của cha mình. Được biết đạo diễn Matt Dino và Jim Davis đã quyết định giữ nguyên giọng nói tự nhiên của Brad cho nhân vật Garfield. Theo thông tin từ Reuters, The Garfield Movie đã ra mắt tại các rạp ở châu Âu và sẽ được công chiếu tại Mỹ vào ngày 24 tháng 5 tới. Và tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.